một giáo lý viên cơ đốc giáo ở tỉnh U Đôm say đã bị sát hại. Giáo lý viên Thông khăm Phi La Văn, 40 tuổi, một giáo lý viên cơ đốc giáo tại làng Văng Hài huyện Say, tỉnh U Đôm Say, đã bị hai tên tội phạm đi xe máy tấn công lúc 20 giờ 15 phút. Họ dùng súng bắn ông và sau đó phóng xe máy trốn đi. Ông bị thương nặng, gia đình đã đưa ông đến bệnh viện tỉnh U Đôm Say để điều trị, nhưng ông đã tử vong vào ngày hôm sau đó. Gia đình ông tin rằng có khả năng là vì có những người không hài lòng với các hoạt động tôn giáo cơ đốc giáo của ông, nên ông đã bị giết. Theo lời của một trong những thành viên gia đình ông Thông Khăm đã nói chuyện với Đài Phát Thanh Châu Á tự do vào ngày 25 tháng 7. Họ đeo mặt nạ. Tôi không biết họ đến từ nơi khác hay từ khu vực lân cận. Tôi không biết. Tôi nghĩ có thể liên quan đến việc chúng tôi là tín hữu cơ đốc giáo. Tất nhiên sẽ có một số người không thích chúng tôi, vì chúng tôi là người theo đạo cơ đốc. Liên quan đến vụ sát hại giáo lý viên Thông Khăm một cảnh sát ở quận Say cho biết, ngày 25 tháng 7, gia đình và người thân của ông Thông Khăm đang chuẩn bị tang lễ theo tín ngưỡng của đạo cơ đốc và dự kiến thi thể của ông sẽ được chôn cất tại Nghĩa Trang vào khoảng ngày 26 hoặc 27 tháng 7. Còn hai tên tội phạm bắn chết giáo lý viên vẫn chưa bị bắt, hiện công an Say đang điều tra và truy bắt. Chúng tôi vẫn đang điều tra. Chúng tôi vẫn chưa biết thêm gì, văn phòng này vẫn chưa được báo cáo thêm gì cả. Để biết thông tin chi tiết về vụ án mạng, đài phát thanh châu á tự do đã liên hệ với cơ quan cảnh sát quốc gia phụ trách vụ án này nhưng hiện tại các quan chức có liên quan không thể bình luận tuy nhiên một người biết ông thông khăm cho biết ông cảm thấy rất buồn khi thầy thông khăm bị bắn chết và ông tin rằng lý do thầy bị giết là vì ông là một nhà lãnh đạo cơ đốc giáo ở khu vực đó và thường xuyên hoạt động tôn giáo và rằng vụ việc không có khả năng xảy ra do các xung đột khác vì ông không làm bất kỳ công việc kinh doanh nào khác như ông đã nói tôi biết anh ấy, anh ấy là một người lãnh đạo tại nhà thờ U Đôm Say. Anh ấy làm việc này vì anh ấy cởi mở. Bởi vì anh ấy không làm bất cứ việc kinh doanh gì, anh ấy chỉ làm công việc này. Còn những người theo đạo cơ đốc từng học với thầy thông khăm cho biết, sau khi biết tin về vụ giết người trên mạng xã hội, họ cảm thấy rất buồn vì họ rất kính trọng thầy thông khăm, nhưng họ không thể nói gì về vụ việc vì họ hiện đang ở viên chăn. Nói về việc liệu đó, tôi coi thầy ấy là một người cha hay một bậc thầy đã dạy giáo lý cho tôi trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ chúng tôi không còn ở U Đôm Say nữa, bây giờ chúng tôi đang ở thủ đô Viêng Trăn. Chúng tôi không biết bất kỳ sự kiện nào, chúng tôi chỉ biết qua tin tức. Một trong những ký tô hữu lào trong mạng lưới giáo hội truyền bá tin mừng, cho biết vụ việc đã gây ra nỗi buồn và sợ hãi cho những cơ đốc nhân lào ở nhiều nơi biết tin tức này, vì họ thấy phong trào cơ đốc giáo ở lào đang gặp nguy hiểm đến tính mạng và những người chống lại cơ đốc giáo đang chuẩn bị tấn công những cơ đốc nhân như ông nói, đây là một điều đáng buồn đối với chúng tôi, đặc biệt là cộng đồng cơ đốc giáo của chúng tôi, những người vẫn cảm thấy buồn bã vì sự cố này, vẫn chưa thể kết luận được nguyên nhân gây ra nó. Có lẽ đó là vấn đề về niềm tin vì tôi vẫn không biết nguyên nhân nào khác. Tính đến ngày 25 tháng 7, người ta vẫn chưa biết chi tiết về thời gian, mà giáo lý viên thông khăm Phi La Văn bắt đầu giảng dạy cơ đốc giáo, nhưng trước đây ông là một người theo đạo cơ đốc ở Lào người đã hỗ trợ nhiều cho những người theo đạo cơ đốc ở Lào, và là người lãnh đạo trong việc tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến cơ đốc giáo. Tuy nhiên, đã từng xảy ra một vụ giết giáo lý viên cơ đốc giáo trong quá khứ, như đã xảy ra với thầy Li Sang Mani, một giáo lý viên cơ đốc giáo 48 tuổi đến từ làng Đòn Kẹo, tỉnh Khăm Muộn, người được phát hiện đã chết trong một khu rừng ở huyện Thà, khẹp vào ngày 23 tháng 10 năm 2022. Trước vụ việc đó, có hai người đến nói chuyện với ông tại nhà và ngay sau đó, ông đã bị sát hại những người tin rằng vụ giết người có khả năng là một hoạt động chống tôn giáo chống đức tin cơ đốc của ông và cho đến hôm nay vẫn chưa có báo cáo nào cho thấy chính quyền lào có thể bắt giữ những tên tội phạm đã làm điều đó